Hello, con có con chơi channel Game Blue 08, các bạn đã phá 8 trò cho tôi ăn gắt tay 7 stem mình nhá. Nick câu. Ok, mình đã có mod mới đây. Wow, tắt cái sương mù rồi. Các bạn nhá. Đầu tiên bữa tối này. Ok, mình bỏ ra ánh sáng này. Các bạn thấy không? Bao nhiêu con nhân vật trong bàn bàn nó hiện hết rồi này. Ồ, cứ đi sau đớt này. Đang nằm ở kia, ok. Mình sẽ xuống nhá, khám phá các bạn nhá. Mình nhảy bên này. Ok đi thôi. Còn xin ăn mình mốt được rồi. Wow. Ok, you're still in con one piece. Nhiều mắt nhìn sao quá. That must mean you didn't find him. But wait. Tay nó nhiều What's màu that này. You got there? Is that a Joyvanium sample? He must have gotten hurt trying to flee the darkness. Hell, this is even better than actually finding him. We can use this to lure him to wherever we want. Come with me. Đấy, tắt bỏ cái này. I hate to use my supreme knowledge about Joyvanium against my own kind, but it is what it is. After the facility abandoned the entire previous wave of cases and threw them in the lower levels, which included myself, they saw another use for me. I had four arms equipped with important tools, and I would never tire or get hungry. The facility recruited me to participate in just about every facet of their operations. One of the cases that came under my hand was Jumbo Josh. Let's just say that we managed to create a case that behaves like an adult male gorilla more than an actual adult male gorilla. He's curious and he's territorial. Once he senses another gorilla in its proximity, he'll come. This sample will smell like an entirely different specimen with a few tweaks. You see where I'm going? Plus, I've prepared a little contraption that might also help us with pulling this off. Sir Dadadu won't suspect a thing. This is the golden chance. We're out here making history, and all some of us care about is going to a beach. This scepter piece with the modified version of the sample you had. It's so potent that even the queen can smell it from all the way up there, if she's even still capable of smelling. Ready? Brace yourself. I don't know how this is going to go. Dadadu! You win! The scepter piece is yours! Maybe it was too obvious. We meet again, old friend. Must I recall friends didn't imprison each other? You have every right to be mad at us. I would be too. But you have to understand that we were forced to do what we did. Here is what truly happened. Our plan failed, and all of you were too cowardly to face the punishment. So you took the easy way out and made me pay along for all of us. Nothing you could say or do would be enough to make up for all of these cold nights I had spent inside of that pouch. I can't describe how good it feels to see you all cowering in fear of me. Destroy the old you before it destroys you. Isn't that what you used to tell us? And it worked. You gave us all hope when we lost everything. You gave us something to fight for. Now I need you to do the opposite. Destroy this new you. It has this bitter outlook on life that would have never gotten us this far. By turning on each other, they win. You owe us for this. I know you
you have a trap set up somewhere. You don't think I know you and all of your tricks. You know what? Whatever the trap may be, my army will take care of you anyway. I knew it. Jaivania will explode. Any last words before I command my army to devour you? Get in the box! Yeah, lad. You and your army are about to get knackered. Should have that much power. Everyone that was brainwashed is back to normal now, and corpses of the naughty ones litter the streets. I don't remember the last time I felt like I wasn't scared for my life. This feels good for a change. We've been through a lot. You should rest, and when you wake up, we can discuss what we're gonna do next. Okay, I'm gonna get
cái này nó có bắt mình sai. Ok, mình nghe cái răng. Thank you.
Ui, trời ơi. Chào chào tiếp theo các bạn nhá. Vui vui stem đi. New update. Tiếng rồi. Ok, nó không tiếng, mất tiếng rồi các bạn. Giữ cháy bạn. Đậm chân nó. Ok, đi vào nhá. Rồi, tiếp tục vào. Bắn này, sure. Đi thôi. Ok, mình sẽ lấy hai hai cục pin này nắp trên này nhá. Hoa, nó vào đây. Cái quả nguồn điện ở bên bàn tay kìa. U lé lé. Rồi. Ok. Rồi, thế nào? Ok, mình có tay màu đỏ này. Ok, đi thôi. Ủa, có mô bì. Ủa, bắn tay kéo đi kìa. Happy nó đây. Ok, kéo sang đây. Tiếp nào. Trên này có con Huggy này. Con Huggy nó đi cùng với con Bobby này các bạn ạ. Cùng tông màu xanh. Ok, đoạn này kết thúc các bạn nhé. Ok, mình sẽ cho tiếp theo. Mặc lắp bố bị buồn.
Cool. Cơ mình nắm bàn tay chưa, bàn tay màu đỏ các bạn, tay khẩu súng màu cam. Ok tiếp nào. Không mở lửa to lên. Ok, đi bên này vậy. Cho đây xây nhà luôn. Bên tay này. Ây da, tôi có bàn tay màu đỏ nha. Bớt cái bàn tay màu xanh đi. Tay màu xanh cũng bỏ bớt luôn. Ok. Tên tay màu đỏ mới nhá. Không tối quá. Bắn đi. Rồi. Không phải này. Con này không phải luôn.
đây rồi, hướng này. Đây hình con cái nắp. Cái nắp. Nó chưa chạy ra nhỉ? Okay, đường đi sang tàu tiếp theo bạn nhé. Bộ 4 xem này tiếp.
Đây, ta gọi tay đồng hồ này. Bàn tay màu xanh luôn. Đấy, bàn tay màu xanh này. Hai cái tay cụp xuống này. Bị ba chấm đi. Okay. Các bạn nhìn nào, con nít thì linh. Tiền hài ước thật. Vì chỉ muốn thơm thôi bạn ơi. Thế đâu. Nó úp với hai cái ấy vào thì chết. Lúc mặt sẽ qua cái mặt con mít này lên.
mình sẽ tiêu diệt nó nha các bạn nhé. Rồi nhanh nào. Ê chờ. Vai. Chân nó dài này. Thơm thơm thơm. Bây giờ xóa nó. Ok, tiếp tục phần cuối này. Biến tay đi. Hạ tay cái nào đi.
Ok. If you see catnip, use those. You're probably gonna hallucinate a bit. It'll be hard to tell what's real and what's fake. Rồi. Còn update còn cá lăm mới kìa. Tên thật chính xác của nó, con quái vật gì mà nâng cấp từ con limit. Một bước ở sau kìa. Ok các bạn ơi, tiêu diệt rồi. Đây các bạn này, tay của nó này, có thấy không? Ok.